Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lý Thị. Ngày hôm qua thì mình có nhận được một số các cái thông tin về cái việc là các bạn đang tham gia khóa học của mình. Nhưng mà khi mà làm thử các cái bài kiểm tra ấy, thì nó cũng không thực sự là được như mong muốn. Hiện tại tính đến bây giờ thì mình đã có khoảng tầm 9 khóa học đã được mở. Nhưng mà thực sự là nó cũng có một số những cái bất cập mà dạo gần đây thì mình mới nhận thấy một cách rất là rõ ràng. Khi mà các bạn dịch các cái văn bản về IT ấy, thì tại sao mà những cái từ vựng đấy chúng ta đã được học trong khóa học rồi, những cái thông tin đấy mình đã phần nào được xào qua xào lại trong cái quá trình học rồi, nhưng mà mình vẫn không thể nào mà có thể dịch được thoát ý. Thực ra không phải là thoát ý hay là mượt mà hay là hay ấy, mà đến ngay cả cái việc là chúng ta dịch đúng và dịch đủ những cái nội dung đó thôi ấy, thì vẫn chưa đạt và vẫn bị đánh fail ở trong các cái kỳ thi tuyển dụng của mình. Thế là mình mới ngồi, mình tần ngần, mình nghĩ xem là những cái lý do nào để dẫn đến cái chuyện này, để mà có thể cải thiện được cái khóa học, cũng như là có những cái lý do khách quan hay là chủ quan nào dẫn tới cái việc này. Thì mình thấy rằng là có hai cái lý do mà mình cho rằng là nó cũng vừa là chủ quan và nó cũng vừa là khách quan. Thứ nhất đó là bản thân tiếng Nhật của các bạn còn kém. Cái này thì phải nói thật với các bạn là mình cũng đã nói rất nhiều trong những cái bài viết, trong những cái video mà mình đã từng làm. Tất cả những cái phần tiếng Nhật của chúng ta ấy, thì do chúng ta nắm chưa vững, chưa chắc, nên là khi mà chuyển cái phần tiếng Nhật đấy sang các cái chuyên ngành khác nhau như là computer, như là kế toán, như là văn học, như là báo chí, rồi kinh tế, thì là chúng ta không có chuyển được qua những cái gì mà chúng ta học sang những cái lĩnh vực mà chúng ta cần làm về chuyên môn. Gần đây thì rất nhiều bạn học tiếng Nhật chỉ đơn giản là qua các cái trung tâm đi du học tự túc rồi xuất khẩu lao động. Nên nói thật là cái việc phân tích câu, cái việc luyện dịch của các bạn ấy thì không được học tập và rèn luyện một cách chỉn chu. Nếu như mà ở trong môi trường Việt Nam, các bạn muốn quay trở lại Việt Nam để làm việc thì các bạn bắt buộc phải dịch xuôi, phải dịch ngược cả viết cả nói, tất cả các cái loại tài liệu, tất cả các cái ngôn ngữ đời thường, văn bản, rồi các cái cuộc trao đổi từ tiếng Nhật sang tiếng Việt hoặc là từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Thế nên là dịch là một cái yếu tố không thể thiếu và một cái kỹ năng gọi là tiên quyết. Kỹ năng này thì cần phải luyện tập, mà không phải là luyện tập ở đây không phải chỉ nói mồm, đúng không ạ? Bạn đã từng thử dịch ít nhất khoảng tầm 100 văn bản tiếng Nhật sang tiếng Việt chưa? Hoặc là bạn đã từng thử dịch 100 đoạn từ Việt sang Nhật chưa? Nếu bạn đã từng làm việc này rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc chuyển ngữ hay là diễn đạt của mình ấy, nó không hề đơn giản một chút nào. Có khi là mình đọc cái đoạn văn đấy mình hiểu, nhưng mà để diễn đạt sang bằng tiếng Việt ấy, thì nó sẽ có một cái đoạn mắc nào đấy mà khi bạn tự tay bạn viết ra, bạn đánh máy ra thì bạn mới thấy rằng là à, tại sao mà mình hiểu cái chỗ này rồi mà mình không có nói được ra. Đến huống hồ là thậm chí mình còn không hiểu ấy, thì còn mình không đánh được ra là một cái chuyện đương nhiên. Thêm vào nữa là khi mà các bạn đọc và các bạn dịch ra rồi ấy, và đọc lại những cái gì mà mình đã viết ấy, thì các bạn mới thấy rằng là mình đang sai ở cái chỗ nào, và có thể focus vào những cái phần đó để mà có thể tìm hiểu, rồi tự mình search, tự mình đi tìm xem là tại sao mà mình lại đang sai ở cái chỗ đấy, và tại sao mà mình đang không nói và đang không truyền đạt những cái ý mà mình muốn diễn tả ra đấy. Lấy ví dụ thực tế như là gần đây thì mình có xem và sắp cũng như là làm một số các cái video về shadowing ở trên cái kênh của mình. Nếu như mà nghe lần đầu tiên ý, và chỉ nghe bằng tai thì mình đã nắm bắt được kha khá nội dung rồi, hiểu khá là đại khái rồi. Nhưng mà đến khi mà ngồi chép lại cái lời tiếng Nhật cũng như là dịch lại những cái phần tiếng Nhật đấy sang tiếng Việt và sắp nó, thì mới thấy rằng là ồ, có quá nhiều từ mà mình còn chưa nghe được hết. Rồi khi dịch lại ra tiếng Việt ý, thì mới thấy rằng là những cái ý đó tiếp tục lại là một thử thách đối với mình khi mà dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Có những cái chỗ thì
dễ như ăn cháo rồi, không nói làm gì. Nhưng mà để truyền tải lại được những cái chỗ mà mình nghĩ rằng là mình hiểu rồi sang tiếng Việt ấy, thì lại cần thêm một cái bước tư duy nữa, đó là ngồi thực tế và nhìn vào cái phần sắp đấy để mà có thể logic lại và chuyển được lại cái phần tiếng Nhật đấy sang tiếng Việt. Vậy nên là đọc hiểu là một bước rồi, bây giờ đến đọc dịch thì nó lại là còn thêm một cái bước nữa. Huống hồ như là đọc hiểu các bạn còn đang chưa hiểu rồi, thì đến đọc dịch các bạn làm sao mà cũng còn dịch được nữa. Thế nên là những cái bước này nó là từng cái step by step, và các bạn phải đi dần dần, phải có một cái sự kiên trì và cái sự luyện tập thường xuyên và lâu dài, chứ không phải là đơn giản một cái phát là mình có thể đọc dịch được tất cả mọi thứ. Những cái bạn nào mà đang học các cái bộ môn học dịch ở trường đại học ấy, thì các bạn đã được phần nào đấy từ các cái thầy cô, rồi thực tế mình luyện tập, mình làm bài tập ở trên trường thì đã giúp cho các bạn có được một cái kỹ năng nào đấy rồi. Nhưng mà với những cái bạn mà đang không hề học ở trên trường một cách chính quy, không được học ở các cái trường đại học, không được học ở các cái trung tâm về luyện dịch gì đấy đó, thì càng phải luyện tập hơn nữa. Tài liệu thì nó cũng có rất là nhiều ở trên mạng, nếu như mà chúng ta tinh ý, chúng ta có thể luôn luôn tìm cái cách và tìm cái câu hỏi tại sao cho mọi vấn đề, thì chắc chắn các bạn có thể tự tìm được cho mình cái cách luyện tập phù hợp nhất với bản thân để mà có thể tiến bộ được. Tiếng Nhật computer hay là tiếng Nhật thương mại ấy, rồi tiếng Nhật kế toán, rồi tiếng Nhật kinh tế ấy, thì nó đều có một cái gốc là cấu trúc ngữ pháp và từ vựng tiếng Nhật cơ bản. Cái gốc đấy các bạn đã luyện thật là chắc chưa? Cái đấy nó là cái vấn đề. Chắc ở đây nhiều khi là chúng ta nghĩ rằng là nó là chắc, nhưng mà chưa chắc nó đã là chắc. Và cái này phải cần các bạn phải thực tế mình làm, thực tế mình tìm tòi và tìm hiểu. Và trong cái quá trình làm và tìm hiểu đấy, các bạn sẽ tự vỡ ra được rằng là các bạn đang không chắc ở cái điểm nào. Thế nên là hầu hết các cái từ xuất hiện ở trong cái bản dịch mà các bạn đang dịch ấy, dù là đã được học ở trong khóa học rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào dịch được đúng như những cái gì mà mình nghĩ. Một ngôi nhà thì phải có móng này, rồi phải có tường, rồi có cái thanh rằng để nó nối cái tường đi với nhau, nối cái phần móng đi với nhau, thì mình mới có thể đứng được cái mái nhà ở trên đấy. Chúng ta không chắc cái móng rồi, thì đến cái tường, rồi đến cái rằng lại lỏng lẻo, thì làm sao mà có thể ngay lập tức để cái mái, để cái phần dịch chuyên ngành lên trên những cái đấy để mà có thể đứng được một cách vững chãi. Và đấy là cái mà mình muốn nói với các bạn, là cái tiếng Nhật của các bạn là cái bước đầu tiên mà chúng mình cần phải rèn luyện. Bản thân tiếng Nhật của bạn vẫn còn kém, đấy là một cái sự thật. Và hãy cố gắng luyện tập nó thật là kỹ, không phải chỉ trong cái việc là đi học các cái khóa học về IT computer, hay là đi học về thương mại, đi học về kế toán, tiếng Nhật kế toán. Trước khi đi học những cái đấy thì các bạn hãy nắm chắc về cái phần tiếng Nhật của mình đã. Khi mà đã chắc chắn phần nào đấy rồi thì mình mới đến cái bước gọi là dịch chuyên ngành, tại vì tất cả mọi thứ nó đều có một cái nền là như vậy. Hoặc là trong cái quá trình học ấy, mình phải nhìn ra được là à, mình đang thiếu sót ở cái này, thiếu sót ở chỗ kia, và mình có thể trau dồi nó trong cái quá trình mà luyện tập thực tế. Tất cả mọi thứ đều được bắt đầu từ cái việc là luyện tập của bản thân. Còn mỗi người thì sẽ có một cái điểm yếu khác nhau, mỗi người thì lại yếu ở cái chỗ này hoặc là thiếu ở cái chỗ kia, thì không thể ai có thể đưa ra một cái công thức hoặc là một cái bài toán để giải quyết tất cả các cái vấn đề của các bạn được, đúng không ạ? Cái lý do thứ hai mà mình nghĩ ra đó là các bạn chưa biết cách học. Chủ động khi học là một cái điều vô cùng quan trọng. Nhưng mà thế nào là chủ động? Đừng nhờ cậy quá nhiều vào những cái kiến thức hay là những cái chỉ bảo của người khác. Hãy tự tay mình làm và chuẩn bị những cái nội dung của bài khi mà mình học một cái gì đó. Trong khi mà học ấy, thì các bạn hãy luôn đặt ra câu hỏi cho mình là tại sao, và liên kết các cái vấn đề với nhau. Có bạn bảo là em nghe chị dịch giống như là nuốt cháo. Đấy là cái câu mà cảm thán của các bạn trong cái quá trình mà nghe chị dịch. Rồi các bạn thấy xuôi tai. À xuôi tai, đúng là xuôi tai thật đúng không? Nhưng mà khi mà nghe là à mình thấy xuôi tai là mình phải biết tại sao lại xuôi tai. Các bạn thấy có cái điểm gì khác khi mà nghe chị dịch không? Các bạn thấy rằng là bạn nhận ra được cái gì mới so với mình nghĩ trong cái quá trình mà nghe chị dịch không? Rồi các bạn có thấy rằng là à cái chỗ đấy chị đang nói là như vậy, mình có biết cái đấy không? Rồi tại sao mà chị lại dịch như thế? Thì thường thường trong tất cả các cái bài dịch, kể cả trên YouTube, rồi trên các cái bài blog, rồi trên tất cả mọi thứ trên phương tiện truyền thông mà mình đang truyền tải đến các bạn, thì mình luôn luôn đưa ra những cái lập luận của bản thân, những cái lý do mà tại sao mà mình lại dịch như thế.
Và nếu như mà các bạn nhận thấy những cái điều đấy, các bạn tìm ra được những cái lý do đấy, các bạn nhìn ra được là à, cái đấy nó mới với mình, cái đấy mình chưa biết, và tự nạp nó vào, thì dần dần các bạn sẽ có thể dịch được một cách dễ dàng và chuẩn xác hơn. Đừng nghe với một cái tâm thế là ôi thế là hay, đúng không, mà đặt cho mình câu hỏi và tại sao mình lại chưa làm được, cần phải làm gì để mình có thể làm được những cái như thế trong từng cái trường hợp cụ thể, chứ không phải là mình một cách mơ hồ mình nghĩ là à mình phải học thêm ngữ pháp rồi, ừ mình nghĩ là mình phải học thêm từ vựng, ừ thì cái đấy nó là cái overview rồi, nhưng mà trong cái trường hợp đấy, trong cái trường hợp cụ thể như vậy, mình cần phải học thêm cái gì, mình nghĩ là mình đã tìm hiểu được thêm cái gì rồi áp dụng nó vào thực tế để mà có thể luyện tập nó. Trong cái khóa học của mình hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều bài tập, tuy nó cũng khá là đơn giản, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng mà nếu mà chúng ta không tự tay bắt tay vào làm, không tự tay đích thân mình ngồi mình dịch, thì sẽ không thể nào biết được là mình mắc ở đâu. Ok, các bạn thấy là dịch dễ, nghe nói thì là ồ, đúng là thế thật, nhưng mà phải tận tay mình viết ra, tự tay mình suy nghĩ ra thì nó mới là của mình, và mình mới biết được rằng là mình mắc ở đâu. Còn nghe để đấy thôi thì quên ngay trong vòng một nốt nhạc. Có ai đã từng nghe về đường cong lãng quên chưa? Đó là một cái phát minh của một cái nhà tâm lý học người Đức tên là Hermann Ebbinghaus gì đấy. Mình cũng không nhớ được cái cách đọc của cái ông này, nhưng mà nói về cái ông ấy đã đưa ra về cái đường cong lãng quên này, có nghĩa rằng là hầu hết chúng ta sẽ quên 70% những cái gì mà chúng ta đã học ngay trong vòng một tiếng sau đó. Đấy là còn chủ động học mà còn quên, đúng không? Mình tự ngồi, mình tự tay, mình ngồi viết, mình tự tra rồi mình tự làm, 70% là chúng ta sẽ quên ngay lập tức trong vòng một tiếng sau. Thế bây giờ đến ngay cả cái việc chủ động học mà còn như vậy, đúng không? Thế bây giờ mà mình học theo cái kiểu bị động, mình không đặt cho mình cái câu hỏi, rồi mình không tự chuẩn bị, mình không tự mình làm, thì chắc là các bạn chỉ quên ngay trong vòng một giây sau đó thôi, chứ chả phải cần phải nói đến một tiếng sau đó. Khi mà mình luyện tập nhiều lần trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng sau khi mà mình đã học ấy, thì nó mới biến thành của mình được. Nhiều lần lặp đi lặp lại những cái kiến thức đấy thì nó mới biến thành của mình được. Chứ còn nếu như mà các bạn chỉ cần nghe và các bạn để đấy thôi ấy, thì một giây sau là các bạn đã quên trong vòng một nốt nhạc rồi, chứ không phải là đợi đến một tiếng sau mà các bạn mới quên nữa. Thế nên là tất nhiên là trong cái khóa học của mình thì mình sẽ tìm cái cách nào đấy để mà có thể giúp cho các bạn có thể hình thành được thêm những cái kiến thức mà các bạn đã học, hoặc là tìm hiểu và sâu chuỗi nó vào thành một cái câu chuyện để các bạn có thể dễ nhớ hơn. Nhưng mà cái việc tự bản thân các bạn luyện tập và luyện đọc rồi luyện dịch, rồi không chỉ đơn thuần là những cái tài liệu về computer không thôi, mà các bạn phải luyện tập ở cái đầu tiên và cái basic nhất, mà cái cần mà các bạn phải nắm chắc nhất, đó là tiếng Nhật thực tế, tiếng Nhật thực hành, tiếng Nhật ở trong các cái văn bản thường ngày, tiếng Nhật ở trong các cái bài báo, ở trong những cái bài đọc dịch, ở trong những cái cuốn sách, ở trong những cái giáo trình, là những cái mà mình cần phải học trước tiên. Sau khi mà mình đã vững và mình đã cảm thấy khá là tự tin rồi thì mới đến cái bước gọi là dịch computer. Tuy nhiên là bây giờ các bạn đã đang muốn đi làm rồi, các bạn đã đang muốn là luyện tập thật là nhanh nhất có thể những cái kiến thức mà mình đã học ở trong N2, những cái kiến thức mà mình đã học ở trong N1 để mà có thể luyện tập và triển khai nó vào trong thực tế, đúng không? Thì các bạn đang đi tham gia các khóa học khác nhau, kể cả về computer, cả về kế toán, kể về business gì đó. Nhưng mà trong cái quá trình học như thế thì mình cũng phải luôn luôn đồng hành với cái việc là luyện tập và tự hình thành cho mình được một cái logic, tự hình thành cho mình được một cái overview cho bản thân mình. Những cái phần tiếng Nhật đấy nó bắt nguồn từ đâu, cái sâu xa gốc rễ của cái gốc của nó từ đâu, để mà có thể luyện dịch này, rồi tự tay mình ngồi mình luyện, mình tập dịch xem là nó có sát với những cái gì mà mình nghĩ không, mình có đang thể hiện được đúng tất cả những cái gì mà mình nghĩ hay không, hay là mặc dù là mình hiểu đấy, mình biết đấy, nhưng mà khi mà viết ra thì mình lại không thể nào mà diễn đạt nó một cách chuẩn xác và đúng ý được. Có khi là trong cái bài dịch đấy các bạn đang không
viết được ra đúng thôi, nhưng mà bản chất là các bạn đang hiểu. Có thể là các bạn đang hiểu vấn đề đấy, các bạn đang đúng vấn đề đấy, nhưng mà các bạn diễn đạt ra cho người khác hiểu thì các bạn đang không thể hiện ra được. Người ta đọc cái bản dịch của các bạn, người ta đang không thấy ra được cái vấn đề. Và người ta đọc cái bản dịch của các bạn, người ta đang đánh fail. Thì cái đấy các bạn phải nhìn nhận ra được. Và mong rằng là hai cái lý do vừa rồi mình phân tích ở đây sẽ giúp cho các bạn có thể nhìn ra được cái điểm yếu của mình. Và nhớ là khi mà nhìn ra được rồi thì hãy thử thực tế luyện và tập xem là mình đang mắc ở chỗ nào. Và mong rằng là các bạn sẽ sớm tìm được việc làm và sớm có thể tận dụng được hết tất cả những cái kiến thức mà trong khóa học đã truyền đạt lại cho các bạn. Và mình cũng sẽ bổ sung thêm những cái suy nghĩ này vào trong cái khóa học của mình trong lần tiếp theo. Và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cho đến tận cuối cái audio này. Xin chào và hẹn gặp lại.